Chân như mến chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, thiếu sót trong thay thế cây xanh là bài học đắt giá. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Thế Thảo hôm 8 tháng 7 vừa qua, khi ông thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố giải trình rõ thêm một số vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm trong việc cải tạo thay thế cây xanh gây bức xúc dư luận thời gian qua. Ông khẳng định rằng việc thay thế cây xanh là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời từng bước cải tạo chỉnh trang, góp phần xây dựng thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện còn có một số tồn tại thiếu sót như trong kết luận thanh tra đã công bố, nhất là trong cách làm có phần nóng vội. Điều đó dẫn đến việc hiểu lầm, lo âu, hoài nghi, bức xúc, phản ánh gay gắt. Cũng theo ông thì những thiếu sót này là đáng tiếc và không đáng có. Đây cũng là bài học rất quý giá và rất đắt giá với thành phố. Thưa quý vị, lời phát biểu này của ông Nguyễn Thế Thảo đã dấy lên những phẫn nộ trong người dân và đặc biệt là cộng đồng mạng. Xin chia sẻ một số những ý kiến sau đây. Nick trong Facebook có tên là Hải Nguyễn Phu cho rằng, liệu những người dân công tâm có tình yêu cây xanh, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của Hà Nội và cả nước, đấu tranh với tham nhũng và lợi ích nhóm bảo vệ pháp luật, có thể im lặng để chấp nhận kết luận, kết thúc một dự án tai tiếng của lãnh đạo Hà Nội chỉ là việc rút kinh nghiệm xuống với một bài học đắt giá, nhưng không một cán bộ nào bị xử lý? Hoặc Nick Facebook Hồng Thắm Phạm chia sẻ như sau. Ông Thảo ơi là ông Thảo, ông điều hành Hà Nội như thế nào thì tự ông biết rồi, đừng đóng kịch nữa. Ông là chính khách, chứ đâu phải là diễn viên. Ông nói dối dân không chớp mắt. Ngay những ngày đầu chặt cây, ông bảo đa số nhân dân đồng tình với việc chặt cây xanh. Vậy mà giờ ông lại nhoen nhoèn. Thật đau cho thủ đô có người lãnh đạo như ông. Con người ta sống cũng chỉ cần ngày 3 bữa ăn đủ dùng thôi. Nhiều tiền quá cũng chỉ để làm hại cho con cháu ông ạ. Từ chức nếu ông dám. Có thể còn vớt vát chút gì đó với tư cách một người bình thường đấy, ông Thảo ơi. Và một nick khác có tên là Thúy Lê chia sẻ như sau. Nhân dân ta không thể im lặng để yên cho họ mặc sức, hoàn hành, sai trái rồi chỉ kiểm điểm như thế được. Dân im lặng cho qua thì họ được lộng quyền liên tiếp sai phạm rồi lại còn được nói dân ngu, dân trí thấp. Chúng ta cần đấu tranh mạnh mẽ, đưa gian trá và những người ra lệnh chặt cây sai trái ra pháp luật chịu tội. Cần có sức mạnh phản đối của số đông nhân dân. Hãy chung tay. Để có thêm nhận xét về sự việc này, chúng tôi được bạn Nguyễn Anh Tuấn là một thành viên trong nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, người cũng đã có rất nhiều hoạt động để ngăn chặn việc chặt hạ 6.700 cây xanh tại Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi qua Skype video sau đây. Xin gửi chào đến bạn Nguyễn Anh Tuấn. Khi mà cái sự việc chặt hạ 6.700 cây xanh được người dân lên tiếng đó, thì lúc đó là ông Thảo đã đổ lỗi cho nhà đầu tư. Nhưng mà phía đầu tư thì họ cho rằng là họ không hề có một cái văn bản nào chỉ thị là cần phải chặt hạ cây xanh. Sau đó thì ông lại cho rằng là chỉ chặt hạ những cây đã già, đã sâu mọt, không đúng chủng loại. Và cuối cùng bây giờ thì ông lại cho rằng là có thiếu sót trong cái việc chặt hạ cây xanh. Và đây là một cái bài học đắt giá. Vậy thì cái nhận xét của Nguyễn Anh Tuấn như thế nào về cái lời phát biểu này của ông? Theo nhận định mà thiếu sót trong việc chặt cây của ông Nguyễn Thế Thảo, theo Tuấn là nằm trong cái chiến thuật che giấu tới cùng các hành vi có dấu hiệu sai phạm. Đầu tiên thì họ tung ra một cái bản kết luận thanh tra đầy tính bao biện, như là không hề lý giải được căn cứ pháp lý của việc chặt toàn bộ hai hàng cây trên đường Nguyễn Trãi, hay là việc kết luận cây trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ, nhưng lại bỏ lửng không chỉ ra cụ thể là trồng cây mỡ thì sai ở chỗ nào, hay là chênh lệch giá giữa mỡ được trồng với vàng tâm được lên kế hoạch và giải ngân có dấu hiệu tham nhũng hay không, có cần phải điều tra khởi tố hay không. Một cái hoạt động thứ hai của họ là bằng cách nào đó họ khiến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng ở phía Hà Nội để trả lời cho sự chất vấn của các đại biểu Quốc hội bằng cách là cũng đồng tình với kết luận thanh tra. Thứ ba là họ tổ chức gặp mặt trả lời yêu cầu giải trình của nhóm công dân bảo vệ cây xanh theo một cái cách là như kiểu để cho có thôi, và khăng khăng khẳng định là cái bản kết luận thanh tra là trả lời đầy đủ, cho dù là công dân tham gia cái buổi giải trình đó thì có đề nghị làm rõ các cái nội dung mà còn chưa rõ ràng trong bản kết luận thanh tra, thì họ với sự có mặt của ông phó chánh thanh tra cũng từ chối không đáp ứng. Một cái diễn biến thứ tư là như diễn biến vừa qua, khi mà ông Thảo trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân rồi đưa lên chương trình thời sự VTV1 cùng ngày, cũng lại cố tình khẳng định thêm một lần nữa là bản kết luận thanh tra là đã đủ để trả lời, mặc dù cái văn bản này thì có rất là nhiều nội dung dễ thấy và có thể nhìn thấy ngay là chưa rõ ràng và chưa minh bạch.
Thì với cái chiến thuật này thì họ mưu cầu là đánh cháo các sai phạm thành thiếu sót và làm ẩn đi các sai phạm, thành ra là nhân dân hiểu lầm do là chưa làm công tác tuyên truyền thôi, chứ không phải là có sai phạm. Thì rõ ràng là cái việc ông Thảo nhận định là chỉ dừng ở mức độ thiếu sót là rất là không thỏa đáng. Nó thì chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa thôi, và khiến cho bức xúc của người dân quan tâm đến vụ việc chặt phá cây xanh này thêm trầm trọng, và thêm thấy rằng là chính quyền Hà Nội đang cố tình che giấu các sai phạm của họ. Thế còn cái về cái ý mà anh có nói là ông Thảo có phát biểu là bài học đắt giá, theo Tuấn có lẽ là ông Thảo ông nói đúng ở chỗ là với ông Thảo thì ông sắp nghỉ hưu, cái câu mà bài học đắt giá này có lẽ là ông ấy gửi gắm cho các đồng chí của ông ấy, vì các cái sai phạm trong cái vụ việc chặt phá cây xanh bị công luận phanh phui thì chắc chắn là một số các đồng chí cán bộ cấp cao có tham vọng lớn của ông Thảo đã bị thất thế nghiêm trọng trong cái cuộc đua vào các vị trí cấp cao trong đại hội tới. Thì ông ấy nhận định cái sự việc vừa qua là một bài học đắt giá thì có lẽ là cũng không phải là nói chơi, là cũng là một cái nhận định nghiêm túc đối với các đồng chí của ông ấy. Nguyễn Tuấn có nghĩ là thay vì thay thế cây xanh thì ông Nguyễn Thế Thảo có nên tự thay thế chính ông ta ra khỏi cái vai trò là một chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố hay không? Em thì em nghĩ rằng là em sẽ trả lời theo cái thực tế. Thì trên việc cái ông Thảo có nên từ chức hay không thì trên thực tế diễn ra ở Việt Nam mà theo hiểu biết của em thì nếu ông ấy từ chức mà ông ấy vẫn sẽ được gọi là hạ cánh an toàn, êm đẹp thì chắc chắn là ông ấy sẽ từ chức. Còn trên thực tế thì dù việc từ chức có thể gỡ gạc được một chút tiếng thơm cho ông ấy ở cuối sự nghiệp chính trị, nhưng rủi ro có lẽ là sẽ quá lớn, nên là không đời nào ông ấy sẽ làm như vậy đâu. Cái sự an toàn của bản thân này, của gia sản này, của con cháu ông ấy này luôn là những điều mà quan chức ở nước ta là lo lắng hàng đầu, chứ không phải bất cứ cái yếu tố nào khác. Ngoài ra thì em cũng xin nói thêm, bởi vì thấy rằng khả năng ông Thảo từ chức là rất thấp, nên bản thân phong trào đòi minh bạch vụ việc chặt phá cây xanh này cũng không đặt trọng tâm vào mục tiêu này. Tất nhiên ông ấy từ chức thì rất tốt, nhưng mà mục tiêu cụ thể và trọng tâm của cái phong trào là kêu gọi minh bạch vụ việc, đưa ra xét xử trước pháp luật các cán bộ nhà nước mắc sai phạm và xử lý nghiêm minh để ngăn chặn những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại môi trường trong tương lai. Điều đó còn nhằm đảm bảo là cán bộ chính quyền cũng sẽ phải bình đẳng với người dân trước pháp luật, không có cái tình trạng mà dân sai thì đi tù, nhưng cán bộ sai và gây thiệt hại nghiêm trọng thì chỉ xử lý nội bộ, như cái cứ tái diễn mãi như vậy. Thì đó là cái điều mà các thành viên của phong trào là rất là đang đặt kỳ vọng cao hơn. Một nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của Nguyễn Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, là chủ tịch của một thành phố lớn nhất nhì của Việt Nam, ông Nguyễn Thế Thảo đã có những phát biểu bất nhất nhằm biện minh chống chế cho những việc làm khuất tất trong việc chặt hạ cây xanh ở thủ đô. Với sự việc này, như vậy không chỉ một mình ông Nguyễn Thế Thảo vẫn ung dung tự tại, mà các cán bộ liên quan khác cũng chỉ phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Điều này đã nói lên được rằng lỗi hoàn toàn là ở người dân Hà Nội khi bầu ông lên chức chủ tịch thành phố mà lại quên để ý đến điềm báo trước qua cái tên của ông, Thế Thảo. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị đến cuối chương trình. Mong quý vị lại trở lại đón xem vào kỳ sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.